siêu vòng một Nhật Bản đẹp chứ danh châu Á. Cô sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m63, nhưng có số đo vô cùng gợi cảm là 94 trừ 61 đến 89 cm. Miki Hara là một trong những mỹ nhân siêu vòng một nổi tiếng Nhật Bản. Cô gái sinh năm 1987 này bước chân vào làng giải trí khi chỉ mới 16 tuổi, khi đó, cô tham gia một cuộc thi tuyển chọn người mẫu nội y. Ngay sau cuộc thi, bộ ảnh gợi cảm của Miki Hara được tung ra giúp cô có được thành công bước đầu trong showbiz. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao cô lại hạn chế hoạt động để tập trung cho việc học hành. Được mệnh danh là kết up porn của châu Á, Miki Hara hiện là cái tên nóng nhất đối với cánh đàn ông tại xứ Sở Hoa Anh Đào. Ở độ tuổi ngoài 30, Miki Hara vẫn là biểu tượng gợi cảm khó thay thế. Tên tuổi của cô còn được biết đến tại nhiều quốc gia châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan. Cô sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m63, nhưng có số đo vô cùng gợi cảm là 94-61-89cm. Ngoài vai trò người mẫu, Miki Hara còn là một ca sĩ, diễn viên. Anh Minh, đừng im lặng, hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.